cát xê hàng trăm triệu, lý do gì loạt sau năm Việt mất tích khi đang ở đỉnh cao? Vào năm 2000, ca sĩ Trần Tâm không còn quá xa lạ với những khán giả yêu nhạc. Anh ghi điểm bởi giọng hát nội lực và giàu cảm xúc qua các ca khúc về tình yêu đôi lứa. Sau Làm Mưa Làm Gió, trên thị trường vô vàn bản hit như Sau Một Tình Yêu, Người Đàn Ông Chân Thật, Hãy Thắp Ánh Sáng, Người Phụ Nữ Tự Tin, Trần Tâm trở thành một trong ca sĩ đắt xô và cát xê cao nhất ở thời điểm đó. Các album ca nhạc của anh liên tục trong tình trạng cháy hàng và phải tái bản nhiều lần. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên diều gặp gió thì ca sĩ gốc Quảng Trị đột nhiên từ giã sân khấu. Gần 10 năm sau, đồng nghiệp và bạn bè hầu như không còn gặp lại Trần Tâm. Nhiều đồng nghiệp tiết lộ lý do Trần Tâm từ bỏ con đường ca hát vì sau lấy vợ, anh ăn nên làm ra trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trương Đăng Huy bắt đầu sự nghiệp ca hát vào năm 2001. Anh nhanh chóng chiếm được tình cảm khán giả qua các ca khúc về tình yêu đôi lứa như Về Đâu, Mơ Về Cô Bé Yêu, Đừng Giận Em Anh Nhé, Dĩ Vãng Cuộc Đời. Thời điểm này, Trương Đăng Huy cũng tiên phong làm MV ca nhạc, mời nhiều diễn viên có tiếng tham gia diễn xuất như Kim Hiền, Ngọc Diệp. Tuy nhiên, sau khi ra mắt album 5 có tựa đề Về Đâu 6 vào năm 2010, Trương Đăng Huy đã không giữ được độ nóng tên tuổi. Cái tên Trương Đăng Huy từ đó mất tích và dần bị khán giả lãng quên. Trương Đăng Huy cho biết, việc anh tạm ngưng ca hát cũng là lý do thiết yếu, che già thì măng mọc. Khi sự nghiệp xuống dốc, Trương Đăng Huy chuyển sang làm nghề mộc. Nhớ lời thời hoàng kim của sự nghiệp ca hát, Trương Đăng Huy bộc bạch. Thời tôi đình đám, công việc đi hát kiếm tiền rất tốt, thu nhập cao lắm. Năm 2002, cát xê của tôi dao động từ 50 đến 60 triệu. Đỉnh điểm có những show sự kiện, tôi nhận được cát xê 100 triệu đồng. Năm 2009, Trương Đăng Huy lập gia đình với vợ sinh năm 1987. Hiện trái ngọt của cặp đôi là hai cậu con trai kháu khỉnh. Sau khi chuyển sang kinh doanh, Trương Đăng Huy cảm thấy con đường lâu dài sẽ ổn định hơn. Hơn 10 năm trước, Phạm Khánh Hưng được biết đến là một nhạc sĩ, ca sĩ trẻ đình đám nhất showbiz. Các sáng tác của anh đa số đều trở thành hit và đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc như Người Ra Đi Vì Đâu, Không Cần Phải Hứa Đâu Em, Vì Sao Thế. Tuy nhiên, một thời gian sau đó, Phạm Khánh Hưng bỗng mất tích khỏi làng nhạc, vắng bóng trên các sân khấu và không cho ra một sáng tác nào mới. Dần dần, tên tuổi của nam nghệ sĩ bị khán giả quên lãng. Phạm Khánh Hưng hiện sinh sống tại Mỹ, anh đã lập gia đình. Trong ảnh là con gái dễ thương của nam ca sĩ. Lý do sự nghiệp Phạm Khánh Hưng bị đứt quãng là do lâm vào cảnh nợ nần, phá sản do chơi cổ phiếu. Tại hải ngoại, Khánh Hưng vẫn chạy xô ca hát. Quang Vinh được biết đến với danh xưng Hoàng tử Sơn Ca. Cách đây khoảng 5-10 năm trước, những ca khúc của anh đã trở nên quen thuộc của thế hệ 8 và 9X đầu đời như Hát Cho Người Yêu Dấu, Miền Cát Trắng, Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây. Từ năm 2010, Quang Vinh bắt đầu vắng bóng trên các sân khấu ca nhạc. Trong giới chuyền tay nhau do nam ca sĩ chán nản với những ồn ào và nghiệt ngã của showbiz, nên nam ca sĩ quyết định từ giã công việc ca hát. Hình tượng ca sĩ thư sinh trong sáng phải rời xa sân khấu khiến không ít fan tiếc nuối. Cách đây không lâu, Quang Vinh có quay lại showbiz bằng ca khúc mới nhưng không tạo được tiếng vang. Hiện Quang Vinh tập trung kinh doanh, đi du lịch và chụp ảnh. Anh hầu như hạn chế tiếp xúc với truyền thông. Được mọi người tung hô, anh em quốc cơ quốc nghiệp là ai? Gây tiếng vang và trở thành niềm tự hào của người Việt cũng như nghệ thuật xiếc nước nhà. Hai anh em quốc cơ quốc nghiệp đã trải qua thời gian dài rèn luyện cực khổ mới có được quả ngọt như hôm nay. Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp sinh trưởng trong một gia đình đam mê nghiệp xiếc. Bố của hai anh là võ sư Giang Kiếm Thanh, từng cộng tác tại Viện Y học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh. Vốn sinh ra trong gia đình đam mê nghiệp xiếc và võ thuật, ông Thanh đặt hết kỳ vọng vào con trai, những mong con sẽ thừa kế truyền thống gia đình giống như cái tên mà ông đã đặt, Cơ và Nghiệp. Hai anh em Quốc Cơ và Quốc Nghiệp lớn lên bằng những ngày khổ luyện miệt mài, cả nước mắt và cả không ít fan thập tự nhất sinh. Cậu bé Quốc Cơ bắt đầu được luyện những bài tập cơ bản về tung hứng, nhào lộn khi chỉ mới 6 tuổi. Cả hai anh em được gửi đến một trường thể dục thể thao để có những bước tiến triển chuyên nghiệp hơn. Sau đó được chuyển sang đoàn xiếc thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu hành trình vào con đường diễn nghiêm túc. Cậu bé Quốc Nghiệp khi ấy chỉ mới 11 tuổi. Ngày ngày nỗ lực tập luyện để theo kịp anh hai, cũng trong những năm tháng luyện tập cực khổ này, anh em mới nhận ra xiếc và thể dục nhào lộn là hai bộ môn hoàn toàn khác nhau. Từ đó, hai anh em chăm chỉ tập luyện hơn nữa và nhanh chóng bắt kịp với đoàn xiếc trong những tiết mục phức tạp nhất. Vào năm 14 tuổi, Quốc Nghiệp đánh dấu cột mốc sự nghiệp đáng nhớ khi anh có chuyến lưu diễn đầu tiên ở Pháp. Sau chuyến đi ấy, Quốc Nghiệp mới phát hiện mình còn yếu.
về giữ thăng bằng nên anh bắt đầu tập trồng chuối, trồng đầu, đứng tay. Riêng anh hai Quốc Cơ vẫn miệt mài luyện tập solo. 3 năm sau đó, hai anh em tự hỏi sao mình không kết hợp lại để biểu diễn. Và các màn biểu diễn từ sức mạnh đôi tay của hai anh em ra đời từ đó. Tập trung với nhau dù là anh em ruột cũng dễ phát sinh nhiều vấn đề. Nhẹ thì hờn dỗi cãi nhau, ghét quá thì đánh lộn luôn cho bỏ tức. Chứng kiến cảnh hai con giận dỗi bỏ tập và không nhìn mặt nhau, ông Giang Kiếm Thanh không la mắng hay tức giận mà chỉ dặn dò. Hai anh em trong nhà như cánh tay trái và cánh tay phải. Nếu anh đánh con đánh anh, thì như các con tự đánh vào tay của chính mình vậy, chỉ có bản thân mình đau thôi. Nghe lời bố dạy, cả hai làm lành, lại bắt tay luyện tập những động tác khó hơn. Suốt hàng chục năm trời, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp bên nhau, không chỉ với tư cách là anh em, mà còn là những người đồng nghiệp gắn bó bằng mối tương trợ bền chặt. Để từ đó đạt được vô số những giải thưởng quốc tế, ghi dấu ấn sâu đậm trong làng xiếc thế giới. Ngày 22 tháng 12, 2016, những người yêu bộ môn xiếc nói riêng và người dân Việt Nam nói chung đã nức lòng tự hào khi tên của hai nghệ sĩ Việt Nam được vinh danh trong sách kỷ lục Guinness Thế Giới. Hai anh em cơ nghiệp đã phá kỷ lục Guinness về giữ thăng bằng trên đầu khi đi hết 90 bậc thang nhà thờ chính tòa Rinrona, Tây Ban Nha trong vòng 52 giây. Các trang báo ở nước ngoài đưa tin đã dành cho hai nghệ sĩ xiếc Việt Nam nhiều lời khen ngợi. Quốc Cơ và Quốc Nghiệp cũng là hai trong số những người trẻ tuổi nhất được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú ở Việt Nam. Trước đó, cả hai đã gặt hái được rất nhiều thành tích đáng nể. Huy chương vàng cuộc thi tài năng trẻ ba nước Đông Dương năm 2009. Giải vàng liên hoan xiếc quốc tế tại Việt Nam năm 2010. Giải thưởng lớn, giải thưởng khán giả yêu thích nhất và hai giải phụ, phong cách và sáng tạo tại liên hoan xiếc quốc tế ở Cuba. Giải bạc và hai giải phụ liên quan xiếc quốc tế ở Ý. Giải sư tử bạc tại Liên hoan xiếc quốc tế Ngô Kiều tại Trung Quốc năm 2011. Giải gấu bạc tại Liên hoan xiếc quốc tế ở Nga năm 2012. Trong những màn trình diễn sinh tử, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đều biết trách nhiệm riêng của mình để làm nên thành công chung. Quốc Nghiệp luôn ở phía trên tạo thế cân bằng để Quốc Cơ phía dưới có thể di chuyển dễ dàng. Quốc Cơ vừa phải chịu đựng sức nặng, vừa phải làm trụ vững chắc để em ở trên yên tâm biểu diễn. Tuy nhiên, xét về độ nguy hiểm, Quốc Nghiệp gánh nhiều hơn vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào sức khỏe, độ khéo léo và linh hoạt của người phía dưới. Điều đó nghĩa là trách nhiệm của Quốc Cơ nặng nề hơn. Có lẽ tình anh em, tình đồng nghiệp, tình chiến hữu đã gắn kết họ không ngừng nỗ lực và hết mình để chạm mốc thành công như hôm nay. Hiện tại, cả hai anh em đều đã có gia đình riêng. Quốc Cơ kết hôn cùng MC Hồng Phượng, còn Quốc Nghiệp cũng có bà xã là ca sĩ Ngọc Mai. Hai anh em vẫn ở chung một nhà vô cùng thân thiết. Quốc Cơ đã dội, lấy được vợ cũng tài năng thế này, là hoa khôi làng MC, từng đánh bại Trấn Thành 12 năm trước. Thường xuyên phải lưu diễn nước ngoài, MC Hồng Phượng chính là hậu phương vững chắc, giúp hoàng tử xiếc yên tâm thể hiện tài năng trên đấu trường quốc tế. Khi chứng kiến chồng thi đấu, cô đã có những phút giây lo lắng hồi hộp, rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Màn biểu diễn xiếc chồng lên đầu, giữ thăng bằng và bước qua Mai Thung Hoa của hai anh em Quốc Cơ Quốc Nghiệp tại Britain Got Talent 2018 khiến không chỉ người Việt mà cả quốc tế phải ngã mũ thán phục. Đằng sau thành công của hoàng tử xiếc Quốc Cơ là những lo lắng bất an đến tột cùng của người vợ MC Hồng Phượng. Cô và con là nguồn động lực để anh tập trung phát triển tài năng nhưng cũng không quên bảo vệ thật tốt cho bản thân mình. Đặc biệt quá khứ với nhiều thành tích khủng của vợ hoàng tử xiếc cũng khiến nhiều người chú ý. Nữ MC từng đánh bại Trấn Thành Nguyên Khang 12 năm trước. Có lẽ khán giả xem truyền hình, nhất là khu vực phía Nam, không còn xa lạ với bà xã của Quốc Cơ, MC, biên tập viên Hồng Phượng của HTV, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Nữ MC sinh năm 1984, để lại dấu ấn bởi giọng nói trầm ấm và vốn kiến thức đa dạng trong hàng loạt chương trình liên quan đến giải trí và chính trị. Sự nghiệp của cô khiến nhiều người phải mơ ước. Trước khi trở thành gương mặt MC sáng giá ở khu vực phía Nam, Hồng Phượng từng tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình Án Vàng mùa giải năm 2006. Ngay từ vòng đầu tiên của cuộc thi, những thí sinh nặng ký như Trấn Thành Nguyên Khang cũng phải e dè trước khả năng dẫn chương trình linh hoạt của cô, thời điểm này cô mới 22 tuổi. Cho đến vòng chung kết, Nguyên Khang dừng lại ở top 10, còn Hồng Phượng và Trấn Thành đối đầu trực tiếp để giành ngôi vị quán quân. Nhờ phần thể hiện xuất sắc, Hồng Phượng đã bứt phá đăng quang,
còn Trấn Thành đạt giải ba. Đây là bước đệm để vợ Quốc Cơ có chỗ đứng trong giới MC như ngày hôm nay. Sau khi cống hiến rất nhiều cho đài HTV, Hồng Phượng đã dành thời gian tập trung nâng cao chuyên môn tại Nhật Bản. Với cô, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao nghiệp vụ là một việc vô cùng quan trọng. Hoa khôi của làng MC Việt không chỉ làm MC cho nhiều chương trình nổi tiếng về giao lưu văn hóa các nước, vợ Quốc Cơ còn tham gia một số cuộc thi sắc đẹp. Năm 2008, nữ MC tham gia cuộc thi duyên dáng truyền hình, sân chơi cho các nữ MC xinh đẹp tài năng và được nhiều người gọi ví von là cuộc thi hoa khôi của làng MC Việt. Cùng với 16 người đẹp lần lượt trải qua các vòng thi, Hồng Phượng không quá khó khăn để chinh phục ban giám khảo. Nhờ vậy, cô đăng quang giải nhất duyên dáng truyền hình 2008 và giải phụ thí sinh được bình chọn nhiều nhất. Nói về việc nên duyên với Quốc Cơ, cả hai quen nhau qua một lần công tác ở Mỹ. Năm 32 tuổi, cô quyết định xây dựng gia đình với Quốc Cơ sau 6 tháng hẹn hò. Hiện tại Hồng Phượng vừa lo việc cơ quan, vừa lo việc nhà khi chồng thường xuyên vắng nhà. Cô nhận được sự tin tưởng từ chồng, Quốc Cơ từng chia sẻ rằng anh luôn cảm thấy an tâm khi được bà xã hậu thuẫn, tạo điều kiện tốt nhất để phát triển sự nghiệp. Kỷ niệm khó quên nhất của vợ chồng Hồng Phượng là thời gian Quốc Cơ đi xác lập kỷ lục thế giới Guinness. Thì cũng chính là lúc bé Bắp, con trai đầu lòng của anh, chào đời.